Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, hôm nay sẵn lúc mà cây tùng kim cương đỏ này nó ra đọt non nè các bạn, mình quay cho các bạn xem luôn nha. Đó, kết quả cái cây này bữa hổm thì mình quay hướng dẫn cho bạn cách ghép tùng kim cương á, nay thì quay kết quả cho các bạn xem luôn nha, lúc nó ra đọt non gì cho nó đẹp luôn nha các bạn. Đó, nói lại một lần nữa là kim cương đọt đỏ là nó ra đọt nó mới đỏ nha các bạn, người ta đặt tên theo cái đặc tính của cái cây. Đó, kim cương đọt đỏ là khi ra đọt non nó sẽ đỏ, về già nó sẽ xanh giống như thế này nha. Về già thì lá nó sẽ xanh, tất cả các dòng đọt đỏ, đọt vàng, đọt tím đều cũng vậy, phụng hoàng cũng vậy, ra đọt nó mới có màu và già nó sẽ màu xanh nha. Đó, kim cương đọt đỏ ra đọt thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Đó, em ghép vô cây tùng La Hán nha, tùng La Hán Việt Nam mình còn gọi là tùng vạn niên. Đó, kim cương đọt đỏ lá nhỏ. Kim cương đọt đỏ thì nó có một loại hay các bạn, loại lá nhỏ này người ta mới gọi là kim cương đọt đỏ nha. Ngoài ra mấy cái giống tùng kia thì chỉ là tùng đọt đỏ thôi. Rồi sáng đây mình giới thiệu cho tất cả các bạn tùng kim cương đọt đỏ hôm nay nó có size nhỏ nha các bạn. Size nhỏ, hàng zin hết luôn nha, dăm cành nha. Đó, hàng này thì nó cao từ 8 cm đến 10 cm. Đó, 8 cm, 10 cm nha các bạn. Đó, loại này thì 150k một cây nha. 150k một cây. Đó, 4 cây trở lên em sẽ bao ship toàn quốc luôn. Hoặc là cái loại lớn hơn thì 400k một cây, cao từ 20 đến 25 cm. Đó, em có đăng lên trên kênh YouTube Bonsai TG của em nha.